chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người dân dương, đó mới là hiền nhân. Vì đâu ăn nên người tài ba, hãy nhớ công dân thần, vì ai mà có ta uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Qua
kỷ niệm nào nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim.
dạy dỗ làm mẹ. Ông cha đi một lần mẹ già, chỉ chịu đứng trước tiếng nhà ngọc châu. Chi chờ ai sẽ đến lâu, nuôi con cha cố kiểu công bao giờ. Bao đắng cay nhọc nhằn cha chịu, để cho con áo ấm cho con. Một lần một tâm làm cho với dân với đảng, cho cháu con tự hào. Cha là con cả cây cao, là tấm gương sáng rọi vào cháu con. Cha sinh hạ chúng con ba cái ăn nhịn để dạy tất cả cho con. Hôm nay có các cơn nó muốn nuôi cha lại không còn mà Khuyến nông, khuyến lâm huyện Thạch Hà. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cùng gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, đồng chí, đồng nghiệp, thân bằng quyến hữu và con của bác quan tâm, đồng viên chia sẻ những do tuổi cao, sức yếu. Trái tim của đồng chí đã ngừng đập vào hồi 21 giờ 55 phút ngày 9 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 5 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 84 tuổi. Trong giờ phút đau thương này, cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân tổ dân phố 5 phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh cùng anh em nội tộc, ngoài tộc, các bậc thông gia, bạn bè, thân hữu, đồng chí, đồng nghiệp xa gần và gia quyến
Can Tàu tổ chức lễ đi điều và tiễn đưa đồng chí Phan Mộ Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể tăng trưởng, đồng chí Phan Mộ Bảo sinh ngày 15 tháng 5 năm 1939 tại làng Quần Ngạo, xã Khánh Lộc, nay là xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Cát Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Một vùng quê cách mạng giàu truyền thống yêu nước, sinh ra trong một gia đình nông dân chất phác. Cha là cụ Phan Mộ Cẩm, mẹ là cụ Nguyễn Thị Ba, đồng chí là con thứ sáu. Trong gia đình có 9 anh chị em, 5 trai, 4 gái. Tuy hoàn cảnh khó khăn vất vả, nhưng vừa chồng cụ Phan Mộ Cẩm thân sinh đồng chí phải tần tảo sớm hôm để chắc chiêu từng bát cơm manh áo, nuôi cả con khôn lớn thành người với tư chất thông minh, am học giỏi. Đồng chí đã nỗ lực vượt qua tuổi thơ lam lũ từ những năm 1953 đến năm 1958. Đồng chí theo học phổ thông cấp 1, cấp 2 tại xã Thái Lộc. Tháng 8 năm 1959, khi đang theo học lớp 8 tại trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thì xã Hà Tĩnh theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã tham gia nhập ngũ khi đang học giữa cấp 3 để vào chiến trường cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ từ tháng 9 năm 1962, đồng chí tiếp tục trở lại học phổ thông và hoàn thành học chương trình cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Nghèn, huyện Cao Lộc. Từ tháng 9 năm 1964 đến tháng 8 năm 1969, đồng chí học đại học tại trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và ra trường với tấm bằng kỹ sư tầng cọp. Từ tháng 9 năm 1969 đến tháng 12 năm 1971, đồng chí tham gia đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình. Từ tháng 1 năm 1972 đến tháng 12 năm 1975, đồng chí về công tác tại Ti Nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 1 năm 1976 đến tháng 12 năm 1979, đồng chí là chuyên gia tham gia đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang và Campuchia. Từ tháng 1 năm 1980 đến tháng 6 năm 1984, đồng chí trở lại quê hương công tác tại Ti Nông nghiệp tỉnh Nghệ Tĩnh. Và từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 5 năm 2003, đồng chí công tác tại Phòng Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà. Quá trình công tác, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm huyện Thạch Hà đến lúc nghỉ hưu. Từ tháng 6 năm 2003 đến nay, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí, đồng chí sinh sống cùng gia đình và sinh hoạt tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Với bản chất cách mạng của người cán bộ đảng viên, người cựu chiến binh, bộ đội Cụ Hồ, đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong mẫu mực. Vì luôn sống nghĩa tình với làng xóm quê hương, đặc biệt từ năm 2004 đến năm 2010, đồng chí tiếp tục được chi bộ phân công giữ chức vụ bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Nam Hà. Đồng chí đã tích cực tham gia hoạt động cùng ban công tác mặt trận tổ dân phố 5 đến lúc lâm bệnh nằm vào tháng 4 năm 2010. Kính thưa toàn thể tăng cường, trong suốt quá trình công tác từ người lính, sau đó là sinh viên, rồi trở thành cán bộ nông nghiệp được đào tạo chính quy, đồng chí đã phấn đấu thành một cán bộ lãnh đạo của ngành nông nghiệp. Đồng chí Phan Mộ Bảo luôn là người cán bộ đảng viên gương mẫu, tận tụy, chịu thương chịu khó, đầy tâm huyết và trách nhiệm. Trong những năm chiến tranh ác liệt chống đế quốc Mỹ, khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, đồng chí đã cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp vào Quảng Bình chỉ đạo hỗ trợ bà con nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.
Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng chí lại vào Kiên Giang chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia hỗ trợ bạn bè quốc tế tại nước Campuchia để phát triển sản xuất nông nghiệp. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các địa phương, đồng chí trở về Hà Tĩnh tiếp tục công tác tại Sở Nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân huyện Tà Cha, và phấn đấu được đề bạt giữ chức Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tà Cha, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm đến lúc nghỉ hưu. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, đất nước vừa bước ra khỏi chế độ tập trung bao cấp, bước vào thời kỳ đổi mới với bao khó khăn chồng chất, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Gia đình đồng chí cũng như bao gia đình cán bộ nhân dân gặp phải khó khăn thiếu thốn đủ bề. Kính thưa toàn thể tăng cường, với 84 tuổi đời, 30 năm tuổi đảng, 47 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, dù ở trong quân đội hay công tác ở Bộ Nông nghiệp, Y Nông nghiệp Nghệ Tĩnh hay Ủy ban Nhân dân huyện Tà Cha, mặc dù đứng trước những thời điểm khó khăn, thách thức, là người tham mưu chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp trên nhiều địa bàn, đồng chí luôn nêu cao tinh tiên phong gương mẫu, tăng cường giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, gần gũi với quần chúng nhân dân, bám sát tình hình cơ sở, luôn trăn trở tìm tòi những giải pháp để xây dựng phong trào với kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác và kiến thức được đào tạo bồi dưỡng. Đồng chí đã đóng góp xứng đáng cùng tập thể lãnh đạo ngành nông nghiệp trước phong trào sản xuất nông nghiệp của tỉnh và huyện Tà Cha chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển. Đồng chí Phan Bảo Mạo thực sự là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, trung với đảng, tận tụy với nhân dân, mộc mạc chân thành, khiêm nhường, bình dị với đồng chí đồng nghiệp. Gần 50 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn vào năm 1996. Năm 2000, huy hiệu 30 năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của đảng, nhà nước và địa phương. Chúng tôi mãi mãi khắc ghi và trân trọng biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí. Thưa toàn thể tăng cường cùng gia quyến, năm 1971, đồng chí kết hôn với bà Nguyễn Thị Xuân, vợ chồng đồng chí đã sinh được 3 người con trai, nay đã có 5 cháu đời. Mặc dù sống trong điều kiện khó khăn chung thời bấy giờ, nhưng đồng chí luôn động viên giúp đỡ vợ nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Sau 51 năm chung sống vợ chồng, cả đồng cam cộng khổ cùng nhau nương tựa giúp đỡ nhau khi tuổi già trí bóng, ông bà đã có cuộc sống tuổi già bên nhau luôn chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt trong những năm tháng gần đây, đồng chí tuổi già sức yếu bệnh trầm, với trách nhiệm là người vợ, người con, người cháu, bà Nguyễn Thị Xuân cùng con cháu, anh em họ hàng bạn bè tận tình giúp đỡ chăm sóc chú đáo cho đồng chí đến lúc lớn chung. Kính thưa toàn thể tăng cường, đồng chí Phan Bảo Mạo mất đi nhưng đã để lại cho chúng ta tấm gương sáng về đức hy sinh, lòng trung thành, tính khiêm tốn, lối sống giản dị, nghị lực vượt khó của người cán bộ đảng viên tận tụy với công việc. Người anh, người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thân thương, nhiệt tình, luôn nhận khó khăn về mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trên cương vị nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong gia đình, đồng chí là người ông, người cha, người chồng mẫu mực, ân cần thương vợ, rất thương con, quý mến các cháu. Ngoài xã hội, đồng chí là người luôn gương mẫu, bà con tổ dân phố làm xóm luôn ghi đậm hình ảnh một người hoạt bát nhanh nhẹn. Kính thưa hương hồn đồng chí Phan Bảo Mạo, kính thưa toàn thể tăng cường, trước lúc làm lễ truy điệu đồng chí Phan Bảo Mạo, hội cựu chiến binh phường Nam Hà và chi hội cựu chiến binh tổ dân phố Năm tiến hành nghi lễ phủ quân kỳ
lên linh cữu đồng chí Phan Mậu Mậu, kính mời toàn thể trong trường chú ý. Đội quân kỳ vào vị trí. Hội viên chi hội cựu chiến binh tổ chức phố Năm, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Điều 2, ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Nam Hà và chi hội cựu chiến binh tổ chức phố Năm căn cứ quyết định này tổ chức tang lễ đúng nghi thức và trọng thể. Thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Nam Hà, phó chủ tịch đã ký Đặng Bằng Tương. Phân đội quân kỳ về vị trí. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các vị khách quý, các cơ quan đoàn thể và con lối phố, các bác các chú trong dòng tộc họ Phan, công nhà nội ngoại và nhiều gần xa có mặt trong tăng trường hôm nay, chồng cha ông chủ của gia đình dòng tộc họ Phan một chúng tôi, cụ Phan Mậu Mậu là người đã từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc. Cụ đã từng nhiều các chức vụ phó phòng nông nghiệp, giám đốc trung tâm khuyến nông huyện Bạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và cựu chiến binh Việt Nam. Sau khi về nghỉ hưu tại số nhà 11 ngõ 7 phường Hà Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh, dự tham gia hội viên hội người cao tuổi, do tuổi cao sức yếu giảm sút, cụ đã lâm bệnh nặng, được con cháu chắt nội ngoại ân cần chăm sóc, các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Nhưng do cơn bệnh quá hiểm nghèo, cụ đã tạm thế vào hồi 1:55 ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6. Năm Nhâm Dần Cường Thọ 84 tuổi. Trong giờ phút đau thương mất mát của gia đình dòng tộc họ Phan Mậu, thay mặt tăng chủ xin chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang, các cơ quan tổ chức đoàn thể và con lối phố, con cháu dòng tộc họ Phan Mậu, thông gia nội ngoại và nếu gần xa đã đến cúng viếng tiễn đưa chồng cha ông chúng tôi về còn người hàng tiến nhất ngàn thu. Trong giờ phút tăng gia vội lỗi có điều gì kiểu quyết, mong mọi người lượng thứ. Thay mặt gia đình dòng tộc họ Phan Mậu, bà quả phù cả con trai con dâu cháu chắc nội ngoài, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.